Làng idol TikTok kể cũng nhàn, quay clip một tí mà cả trường ra xem, cô gái đạt 100 điểm tự tin. Đoạn nhạc Pháp Sư Trung Hoa Bay Lắc đang làm mưa làm gió trên TikTok mấy ngày nay. Với giai điệu cuốn như thế này thì dễ gì mà các idol bỏ qua cơ chứ. Nhưng mà đu trend thì quá bình thường rồi, đu trend ở giữa trường như cô gái này mới gọi là đỉnh chóp đây. Quay top top một tí mà cả trường ùa ra xem. Nhưng được cái cô nàng này không hề áp lực mà vẫn nhảy cực sung, đến mức các bạn còn vỗ tay dần dần thế kia cơ mà. Tuổi trẻ tài cao, clip của cô nàng đạt ngay 10 triệu view chỉ sau chưa đầy một ngày đăng tải. Được biết cô nàng này mới chỉ học cấp 3 thôi, nhưng vóc dáng và khả năng vũ đạo đã cực cuốn rồi đấy nha. Mê đắm cô nàng này giống Tán TV khủng, comment ngay nào và nhớ là ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nữa nha.